Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn cuối tuần mạnh khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người Lâm Khánh Chi ly hôn chồng kém 8 tuổi sau 4 năm sống chung. Sau 4 năm sống chung, Trần Phi Hùng cho hay anh và Lâm Khánh Chi chính thức đường ai nấy đi. Cách đây vài phút, trên trang cá nhân, Trần Phi Hùng tuyên bố chính thức chia tay mỹ nhân chuyển giới sau 4 năm mạng đồng. Trần Phi Hùng nói, kể từ hôm nay, tôi và Khánh Chi quyết định chia tay, và kể từ nay không còn liên quan đến nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng, giấy thì không gói được lửa. Thông tin khiến mọi người và đồng nghiệp vô cùng bất ngờ, bởi cách đây vài hôm, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng vẫn livestream giao lưu vui vẻ với khán giả cũng như bán hàng online. Khi bạn bè bày tỏ và muốn biết lý do, thì Phi Hùng trả lời thẳng thắn, rồi từ từ mọi người sẽ biết lý do. Về phía Lâm Khánh Chi, nữ ca sĩ chia sẻ thông tin bị nhiễm COVID-19 và không đề cập đến vấn đề ly hôn. Chúng tôi đã liên hệ với mỹ nhân, nhưng số điện thoại của cô không liên lạc được. Trong thời gian 4 năm sống chung, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng nhiều lần vướng nghi vấn ly hôn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết cả hai chỉ giận hờn thoáng qua, rồi sau đó mọi thứ dần trở lại bình thường. Lâm Khánh Chi từng nói việc vợ chồng cô thường xuyên lục đục vì người thứ ba. Nữ ca sĩ cho biết khi đã xác nhận mối quan hệ với chồng được 6 tháng, thì cô phát hiện anh vẫn chưa dứt tình với người cũ. Điều này khiến cô buồn và thất vọng. Người yêu cũ của chồng vẫn giữ liên lạc, nhưng chồng lại nói với tôi là em bà con. Cô từng chia sẻ bức xúc của bản thân đối với chồng và cả mẹ chồng. Lý do là một người thân của mẹ chồng nói tại sao lại cho con trai lấy một người chuyển giới. Tuy nhiên mẹ chồng đã không cho nữ ca sĩ nói chuyện thẳng thắn với người đó. Cô từng cho rằng mẹ đã mặc cảm vì con dâu là người chuyển giới. Cuối năm 2017, cô tổ chức đám cưới với Phi Hùng kém 8 tuổi. Nữ ca sĩ thừa nhận quyết định chuyển giới của mình là đúng đắn vì được trở thành con gái thực thụ và được lấy người đàn ông mà mình yêu thương. Sau khi phẫu thuật, Lâm Khánh Chi còn hạnh phúc lên chức mẹ khi sinh con từ tinh trùng lưu trữ trước khi cô chuyển giới và trứng của người chị dâu mang sang Thái Lan nhờ mang thai hộ. Cuối tháng 1 năm 2019, nữ ca sĩ đón con trai về nước khi cậu bé được 4 tháng tuổi. Mỹ nhân chuyển giới bất ngờ nhá hàng chân dung con trai thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cô nói, con trai của tôi tên là Trần Huỳnh Thiên Long, con trai rất quý bố. Từ ngày có con, anh chồng tôi bớt chơi điện tử lại hẳn, anh phụ vợ chăm con, thức đêm cùng vợ lúc con uống, có trách nhiệm hơn trong gia đình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.